Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Kỳ Trinh vội vàng giải thích. Bệ hạ minh giám, thần đệ không hề đồng tính luyến ái, cũng chưa từng giở trò đối bại với điền thất. Hoàng đế lại càng tức giận. Hắn mặt mày câu có nói, tâm tư của ngươi bày hết trên mặt kìa. Ngươi còn nói là ngươi không có ý đó. Kỳ Trinh không hề run sợ thẳng thắn đáp. Thần đệ coi Điền Thất như bằng hữu tốt, kết giao bằng hữu lẽ nào lại không thể là nam nhân là thái giám ngược lại hoàng thượng thiếu đi một điền thất thì có là gì mong hoàng huynh từ bỏ hoàng đế đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kỳ trinh nếu chấm nói không thì sao kỳ trinh nói tiếp hoàng huynh ghét đồng tính luyến ái như thế vậy mà lại giữ chặt một tiểu thái giám không buông sẽ rất khiến người khác nghĩ ngợi đó chắc hoàng huynh cũng không muốn bị người khác hiểu nhầm mới phải hoàng đế bật cười thành tiếng trong lòng thầm nghĩ hắn đang ám chỉ chấm là đồng tính luyến ái to gan thật đấy hoàng đế quay lại chỉ tay thẳng mặt kỳ trinh xem ra chấm đã quá dung túng cho ngươi người đâu đem ninh vương tới thái miếu kỳ trinh ngươi tự kiểm điểm lại bản thân mình trước liệt tổ liệt tông cho chấm thái giám vào lôi kỳ trinh đi điền thất lúc này sốc ngang không phải chứ tính phạt ninh vương sao không được không thể để ninh vương chịu toàn bộ trách nhiệm được điền thất vội vàng quỳ xuống cầu xin bệ hạ xin bớt giận chuyện này không liên quan đến ninh vương điện hạ là nô tài chủ động cầu xin ninh vương điện hạ ninh vương mới đồng ý giúp đỡ nô tài điền thất gấp gáp mau lên rốt cuộc phải nghĩ lý do gì đây lúc này kỳ trinh nghe vậy trở nên vui vẻ hẳn ta biết mà điền thất nhất định sẽ đứng về phía ta hai người bắt đầu diễn điền thất ngươi nói linh tinh gì vậy hoàng đế liếc điền thất một cái ngươi im miệng hắn đầu bốc khói không thể dập rồi được được lắm một tên có tình một tên có nghĩa chấm lại biến thành kẻ xấu xa chia cắt các ngươi điền thất năn nỉ hoàng đế hoàng 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 thượng người 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 nghe 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 nô no, nô no, tài giải 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 thích hoàng đế tức giận không thèm để ý đến cô điền thất thúc giục bản thân mau nghĩ đi mau nghĩ xem phải giải thích thế nào đi ta không thể thừa nhận là ta quyến rũ ninh vương được nhưng nếu nói không muốn ở trong hoàng cung vậy thì lý do là gì hoàng thượng hung dữ quá hà hoàng đế khoanh tay lại ánh mắt hình viên đạn giải thích đi nói đi trẫm đang nghe lý do của ngươi đây điền thất ấp úng cái này hoàng hoàng thượng có thể để nô tài thưa một mình được không lời này của nô tài không thể nói trước mặt mọi người được phải để vương gia ra ngoài đã rồi nói hoàng đế liền ra lệnh lui hết xuống đi ninh vương cũng lui xuống để trẫm xem ngươi có thể tìm ra được lý do gì nếu không kỳ trinh nhìn điền thất lo lắng điền thất lúc này cũng đang tìm lý do không thể nói hoàng cung đãi ngộ không tốt bằng vương phủ được chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hoàng thượng vậy chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên người mình thôi vậy thì nghĩ đến đây cô đành chơi lớn một lần cô chạy tới ôm chân hắn gọi hoàng thượng thực ra nô tài kêu ninh vương giúp nô tài rời khỏi hoàng cung là bởi vì cô đỏ mặt nô tài thích hoàng thượng hoàng đế bất ngờ cũng đỏ mặt theo cái gì điền thất tiếp tục diễn nô tài yêu thầm hoàng thượng điên đảo thần hồn ngày nhớ đêm mong ngày nào thấy người cũng chỉ muốn mạo phạm người nô tài sợ nô tài sợ sẽ có một ngày mình không chịu nổi mà làm ra những chuyện bại hoại vậy nên muốn rời khỏi cung để triệt hậu họa sau này ninh vương điện hạ cũng không muốn hoàng thượng bị thái giám phi lễ nên đã đồng ý hoàng đế lúng túng chưa biết đáp lại thế nào chấm biết tên tiểu thái giám này muốn chấm nhưng cũng không nghĩ là thâm tình đến mức vậy điền thất cười xấu xa nghĩ bụng lần trước ta không may đã hôn hoàng thượng hoàng thượng cũng nhị cảm giác sức chịu đựng của hoàng thượng với tên thái giám này cũng tương đối cao đấy mặc dù cách này là hạ sách nhưng chắc sẽ miễn được tội chết, hoàng đế nhìn Điền Thất. Cô nước mắt long tròng, "Hoàng thượng, người có thể tha thứ cho nô tài không?" Hoàng đế trực tiếp ném khăn tay vào mặt Điền Thất, "Khóc cái gì, xấu chết đi được." Điền Thất lấy khăn lau mặt, vừa lau vừa nhìn hoàng đế gọi "Hoàng thượng." Hoàng đế cả mặt đỏ như ớt quay đi nói, "Chùi hết nước mũi trên mặt ngươi đi, hôm nay chấm xem như chưa từng xảy ra chuyện này, bảo bọn họ thả Ninh Vương ra đi." Điền Thất hớn hở niềm vui viết rõ trên mặt, "Hoàng thượng, người thật là tốt." Hoàng đế ngại ngùng mau chóng đuổi đi, "Mau cút ra." tuy ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng đã vui như nở hoa nô tài ngu ngốc này từ sáng đến tối không ra thể thống gì không biết xấu hổ điền thất cúi đầu tạ ơn nô tài tạ long ân của bệ hạ trong lòng cô cũng vui sướng khi thoát được một khiếp ta biết ngay hoàng thượng sẽ không để ý mà quả nhiên ta đoán không sai bên ngoài kỳ trinh lo lắng sốt ruột không biết điền thất nói thế nào với hoàng huynh vừa rồi đáng ra ta không nên ra ngoài lúc này điền thất bước ra truyền tới bệ hạ có khẩu dụ bảo bọn họ thả kỳ trinh ra kỳ trinh vừa vui mừng vừa lo cho điền thất Ngươi ngươi nói thế nào với hoàng huynh vậy? Hoàng huynh thật sự không giận nữa sao? Điền Thất Đáp không sao cả, hoàng thượng không giận nữa, cô đỏ mặt ngại ngùng. Còn về việc nói thế nào, cái này không quan trọng đâu, hoàng thượng định coi như chưa từng xảy ra chuyện này là may lắm rồi. Kỳ Trinh kinh ngạc, chưa từng xảy ra? Trong lòng hắn tự có suy nghĩ riêng, lẽ nào lời đồn là thật? Hoàng thượng thật sự có ý đồ với Điền Thất như ta sao? Điền Thất vung tay ra thôi, điện hạ đừng nghĩ nhiều. Nói rồi cô quay người đi, ngài mau về đi, có chuyện gì nói sau ta phải mau đi rửa khăn của hoàng thượng đã ngày mai còn trả lại cho tên nhỏ mọn đó kỳ trinh lúc này quyết tâm cao độ hắn nắm chặt tay điền thất ta nhất định sẽ giúp ngươi xuất cung phía hoàng đế hắn đang mừng tượng ra khung cảnh điền thất mặc y phục nữ nhi tươi cười vẫy tay với hắn gọi Hoàng thượng hắn giật mình hỏi lại ngươi là ai điền thất liên tục mời gọi hoàng thượng tới đây hoàng thượng mau tới đây hoàng đế đỏ mặt nhưng miệng lại quát hỗn xược ngươi muốn làm gì hai người cùng nhau nằm trên giường điền thất nói đêm rất ngắn sao phải lãng phí thời gian tuyệt đẹp này hoàng thượng tới đi hoàng đế giật mình gọi điền thất cả người toát mồ hôi mà tỉnh dậy hắn tức giận gọi người người đâu mang quần tới đây cho chấm, hắn đau đầu nghĩ ngợi sao lại mơ thấy cái tên thái giám ngu xuẩn đó chứ đều tại mấy lời quá đỗi kịch cỡm hắn nói ba ngày nửa nén hương sau hắn vẫn là nghĩ đến hình ảnh điền thất trong bộ đồ nữ nhi như lại tự an ủi mình chấm chỉ lo bận rộn chính sự ít để ý chuyện hậu cung chỉ là mơ thôi mà không cần suy nghĩ nhiều điền thất lúc này đem y phục tới cô nhìn hoàng đế đang suy nghĩ hôm qua làm ra nhiều chuyện hồ đồ hôm nay phải thể hiện lòng trung thành chút mới được hoàng đế xuống giường thấy điền thất thì giật mình chừng mắt nhìn sao điền thất lại đến Chẳng cần hắn đến tẩm cung hầu hạ bao giờ điền thất ngơ ngác hoàng đế lại suy nghĩ đến cảnh ân ái cùng điền thất hắn quay mặt lại chừng mắt nhìn cô trong lòng điền thất không khỏi hoảng loạn tiêu rồi hoàng thượng sao lại chừng mắt với ta hình như còn có chút xấu hổ hoàng đế ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt điền thất nói điền thất sao lại đến tẩm cung hầu hạ là ai cho phép điền thất vội đưa khăn tay lên hoàng thượng đây là khăn hôm qua người cho nô tài mượn nô tài đã giặt sạch sẽ rồi hoàng đế nhìn cô trong đầu không ngừng suy nghĩ mà đỏ mặt điền thất vẫn đưa tay dâng khăn nhưng mãi chưa thấy hoàng đế phản ứng sao hoàng thượng lại không nói gì ta làm gì sai sao vừa rồi trừng mắt với ta là vì khăn tay sao hoàng đế đột nhiên lướt qua bất giác mỉm cười chấm là kẻ keo kiệt vậy sao khăn đó thưởng cho ngươi chuyển cảnh hoàng đế bước trên ngự hoa viên dạo chơi vô tình chứng kiến uyển tần đang cùng cung nữ chơi bóng điền thất phía sau nhìn rõ chiêu trò mặt có chút không ưa tình cờ gặp gỡ ở ngự hoa viên chưa này được đấy thành công thu hút hoàng thượng đứng đây nhìn trộm lúc này uyển tần lỡ đá bóng văng về phái hoàng đế à ta có chút sợ hãi thôi chết là hoàng thượng điền thất lúc này xông lên hộ giá hoàng thượng cẩn thận cô tay bắt bóng mà mặt hí hửng cơ hội tốt lần này nô tài trung thành nhất của người nhất định là ta rồi hoàng thượng sau này sẽ càng khoan dung ta hơn nhưng tay hoàng đế đặt lên vai cô rồi nhảy lên đón bóng sút bóng và luôn làm cho uyển tần sợ hãi mà ôm đầu hắn để ý tới điền thất không hay rồi Điền thất sắp ngã, hoàng đế nhanh chóng đỡ lấy cô. Điền thất nhìn mà mặt đỏ ửng lên. Bọn thái giám và thị nữ thấy vậy không khỏi sừng sốt. Hoàng thượng lại bị Điền thất khinh bạc rồi. Hai người nhanh chóng tách ra. Hoàng đế đỏ mặt liếc nhìn Điền thất. Điền thất này đúng là dám ngày ngày âm thầm quyến rũ chấm. Chấm đã quá quen với việc này rồi. Uyển tân chứng kiến khung cảnh này không khỏi ghen tị. Điền thất lại là Điền thất. Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, sao hoàng thượng lại đối xử đặc biệt với mình tiểu thái giám này? Lẽ nào nghĩ đến đây không biết có phải cô ta đang giả vờ giả vịt không mà thấy kêu lên không được đau đầu quá rồi ngã xuống đất thị nữ vội chạy lại đỡ nương nương chuyển cảnh uyển tần được đưa vào phòng nghỉ ngơi hoàng đế ngồi một bên quan sát thái y khám cho cô ta điền thất mặt có chút thất vọng hai tháng trước uyển tần được thánh sủng một lần lẽ nào có rồi không phải chứ uyển tần có thai thì chẳng khác nào ta sắp phải chết trong cái cung này bên trong nội tâm điền thất chia làm hai phe một bên kêu yên tâm nhìn bộ dạng uyển tần trong tết đoan ngọ nàng không biết ngươi từng chơi sỏ biểu đệ tôn phan đâu bên khác lại nói đó là bởi vì lúc đó tôn gia chưa mang thai long tử yên tâm ngươi là người của ngự tiền cho dù uyển tần có uy có thế đến đâu cũng không dám động đến đồ vô dụng ngươi đâu người của ngự tiền cái khỉ ấy uyển tần mang thai rồi cho dù tôn gia có hại chết người hoàng thượng cũng không gây rắc rối cho bọn họ đâu lúc này hoàng đế mới gọi to điền thất ngươi ra đó làm gì chấm kêu ngươi lên trà sao còn chưa đi điền thất hành lễ vừa định nói nô no, thì thái y quay sang báo hỉ chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng uyển tần nương nương có hỉ rồi mãi cho đến trời tối uyển tần mới từ từ tỉnh dậy thị nữ bên cạnh liền hí hửng báo tin với cô nương nương cuối cùng người cũng tỉnh rồi chúc mừng nương nương chúc mừng nương nương người đang mang long thai uyển tần nghe vậy sung sướng bật dậy bổn cung mang thai rồi liền hỏi đến hoàng thượng có mong chờ đứa bé này không thị nữ hớn hở đáp đúng vậy hoàng thượng rất vui nói ngày mai sẽ cho mẫu thân người vào cung thăm thân đương nhiên rồi hơn nữa hoàng thượng sẽ đến đây ngủ cùng người uyển tần liền đứng dậy chỉ sửa tóc hỏi bây giờ là lúc nào rồi mau chải tóc trang điểm cho bổn cung thì nữ lo lắng nương nương cẩn thận sức khỏe lúc này trong ngự thư phòng thịnh hoài an thông báo hoàng thượng đêm muộn rồi uyển tân vẫn đang đợi người hoàng đế nhìn điền thất ngủ say nhỏ giọng nói bãi giá đi đợi chấm đi rồi cho người đến gọi điền thất hoàng đế có chút luyến tiếc không thể nhìn bộ dạng điền thất xinh đẹp thế này nữa không lại mơ kỳ quái kinh động đến mẫu hậu thịnh hoài an bước theo sau không khỏi không chú ý hoàng thượng khó chịu nhất với hoạn quan vậy mà lại có thể để cho điền thất ngủ quên khi đang làm nhiệm vụ còn không gọi hắn dậy nữa hoàng thượng bị điền thất hạ độc rồi sao ra đến kiệu hoàng đế nói với thịnh hoài an ngày mai cho điền thất nghỉ hai ngày đi để hắn ngủ đủ giấc lấy lại tinh thần rồi làm thịnh hoài an lấy làm kinh ngạc nô tài tuân chỉ nhưng bên trong lại khẳng định suy nghĩ của mình điền thất nhất định là hạ độc hoàng thượng rồi đi được một đoạn hoàng đế lại nói ngày mai vẫn để điền thất tiếp tục làm đi bên cạnh chấm cũng chỉ có hắn nhanh nhẹn chút thịnh hoài an đáp nô tài tuân chỉ lão nô cũng đến cạn lời đến chỗ uyển tần hoàng đế đứng ngoài nghe thấy uyển tần nói với thị nữ chuẩn bị ít đồ chua cho bổn cung lúc không vui bổn cung sẽ muốn ăn hoàng đế nghĩ brum lại muốn một tiểu công chúa như vậy trẫm sẽ đủ cả trai cả gái rồi hắn bước vào lên tiếng hỏi uyển nhi chắc chắn đến lúc đó muốn ăn chua sao nhưng trẫm và mẫu hậu đều hy vọng nàng ăn cay uyển tân giật mình quay đầu lại Thần thiếp tham kiến hoàng thượng cô ta nhào tới nhưng hoàng đế không thèm quan tâm sao hoàng thượng lại lướt qua ta hoàng đế đưa tay ra cho thị nữ giúp cởi y phục đêm khuya rồi hai mẹ con nghỉ ngơi sớm đi hai người nằm trên giường uyển tân không ngủ mà liên tục suy nghĩ chua nam cay nữ hoàng thượng vừa rồi là có ý gì không muốn ta sinh hoàng tử sao gia nhất định phải có con trai để người trong cung không dám bắt nạt ta uyển tân lật người khẽ thăm dò hoàng đế hoàng thượng thế mà cô ta tiếp tục sờ mó lung tung hoàng đế giật mình đẩy tay cô ta ra làm gì vậy uyển tân đỏ mặt giải thích thần thiếp muốn giúp hoàng thượng hoàng đế quay người đi nói thịnh hoài an chuẩn bị đi chấm muốn tắm rửa uyển tân hoảng hốt gọi hắn hoàng thượng lúc này thị nữ run rẩy vào thông báo nương nương hoàng thượng nói sẽ không quay lại người hãy tiếp tục nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ cho người đem canh bổ tới cho người. Cô ta tức nghiến răng, khốn kiếp, cho người đi báo tin với tôn đại nhân. Để ngày mai ngày ấy sắp xếp cho mẫu thân vào cung, sáng hôm sau mẫu thân của Uyển Tần và tôn Phan đã vào cung, mẫu thân tôn Phan nói, chúc mừng nương nương. Hương an thần này là công thức đặc biệt của tôn gia, rất thích hợp với phụ nữ có thai, ta vừa nghe nương nương có hỉ là lập tức chuẩn bị những thứ này. Uyển Tần khách khí đáp, cảm ơn cô cô, lần này dượng gọi gì tới là muốn chỉ điểm bổn cung gì đó phải không, mẫu thân tôn Phan suy nghĩ một lúc lão gia kêu ta đến nói với uyển tần không được ngạo mạn quá nhưng bây giờ uyển nhi đã mang long trùng rất được thánh sủng ta kêu uyển nhi giúp pha nhi chỉnh đốn một tên thái giám chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ bà ta nước mắt ỉ ôi nắm lấy tay uyển tần nương nương cô cô đến là muốn nương nương giúp ta làm chủ chuyện này pha nhi bị một tên thái giám ở ngự tiền tên là điền thất bày mưu tính kế thái giám đó dám để biểu đệ của nương nương khỏa thân chạy trên đường khiến nhà họ tôn trở thành trò cười trong kinh thành dựng ở trong chiều không ngóc đầu nổi uyển tần không giấu được sự tức giận cô ta mặt mày cao có lại là điền thất hắn ỷ được hoàng thượng sùng ái tin tưởng không coi ta ra gì đến cả trưởng tử của thượng thư lễ bộ cũng dám động vào đúng là coi trời bằng vung không được ta phải thay hoàng thượng trừ bỏ hậu họa này lúc này mẹ cô ta lên tiếng nói nương nương bớt giận sức khỏe người quan trọng không nên kích động nhà chúng ta luôn nhờ cô cô giúp đỡ bây giờ không thể vong ơn bội nghĩa được uyển tần cho mẫu thân tôn phan một câu trả lời bá mẫu yên tâm hoàng thượng nói chiều nay sẽ thưởng canh cho ta chắc sẽ để điền thất người mà ngài tin tưởng đến đưa điền thất đang nói chuyện gì đó với một cung nữ tỷ tỷ khoan đã nhiệm vụ đã hoàn thành nô tài đi trước thị nữ đáp lại công công đi thong thả bỗng một tên thái giám từ đâu chui ra gọi cô lại điền công công chờ đã điền công công sao ngài phải để vương mạnh người trước khi đưa canh bổ đi vậy để xác nhận xem canh có thơm ngon không hả điền thất tự hào đáp vương mãnh có tuyệt kỹ người mùi nhận biết thảo dược hậu cung đầy rẫy những nhân vật lớn tai mắt như cái máy quét vậy nên chúng ta là nô tài phải thận trọng trong công việc mới được một tên khác nói tạ điền công công chỉ giáo cũng cảm tạ ngài đã đề bạt ta cùng đi đưa bát canh thuốc này bây giờ ta cũng là người giúp hoàng thượng làm việc rồi không cần khách sáo điền thất vừa đi vừa suy nghĩ thái giám mới đúng là ngây thơ hộp thức ăn này từ đầu tới cuối ta chưa từng động vào nếu uyển tần uống canh mà không xảy ra chuyện thì chúng ta cũng may mắn được thưởng còn nếu xảy ra chuyện gì thì cũng có ba người cùng nhau làm chứng tránh bị người khác lợi dụng để tấn công chuyển cảnh hoàng đế đang phê duyệt tấu trương điền thất hí hửng hành lễ bệ hạ nô tài đã đưa canh thuốc về rồi hoàng đế hất tay một cái điền thất có chút thắc mắc sao hoàng thượng vẫn cái bộ dạng kỳ kỳ vậy nhỉ đúng là kỳ lạ hoàng đế làm việc mà không thể tập trung điền thất này đưa canh bổ thôi mà vui cái gì vậy lẽ nào lại đang định quyến rũ chẫm lúc này thịnh hoài an hốt hoảng chạy tới báo bệ hạ không hay rồi vừa rồi uyển tần nương nương uống canh bổ ngự ban thì đột nhiên đau bụng đã mời thái y rồi điền thất ngạc nhiên đúng là không khỏi dự đoán của cô quả nhiên là xảy ra chuyện hoàng đế lo lắng vội đứng dậy khởi giá cung khởi tường quay lại nói với điền thất ngươi cũng đi theo chuyện này không biết chừng là nhắm vào điền thất giữ hắn bên người an toàn hơn tiếng hô lớn hoàng thượng giả đáo thái hậu và mấy phi tần khác đang chờ sẵn hoàng đế bước vào ân cần hỏi thăm thái hậu trời nóng như vậy sao mẫu hậu lại đích thân tới kêu nô tài báo một tiếng là được rồi thái hậu liếc nhìn đám phi tần khóc lóc ỉ ôi mà khinh bỉ ai ra sợ nếu không tới cháu gái của ai ra e là phải làm oan hồn rồi hoàng đế hỏi thái y nói đi rốt cuộc là có chuyện gì thái y toát mồ hôi lạnh đáp bẩm hoàng thượng Uyển Tần Nương Nương ăn nhầm phải hồng hoa, động thai khí, đã kiểm tra được hồng hoa là từ canh hạt sen mộc nhĩ trắng mà hoàng thượng ngự ban, may mà Uyển Tần Nương Nương ăn không nhiều, bây giờ đã qua cơn nguy hiểm, sau này chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt là được. Hoàng đế tức giận quát, người hầu hạ chết hết rồi sao, sao lại để chủ tử nhà mình ăn nhầm hồng hoa vậy? Bọn thị nữ mau chóng quỳ xuống cầu xin. Hoàng thượng bớt giận, chúng nô tỳ hầu hạ nương nương không dám lười biếng, nhưng canh hạt sen mộc nhĩ trắng đó là hoàng thượng ngự ban, Uyển Tần Nương Nương cảm tạ thành ân, không cho ai ăn thử cả. Không ngờ mới ăn mấy miếng đã, hoàng đế trong lòng tự có suy nghĩ riêng, quả nhiên là nhằm vào Điền Thất, lúc này Thái hậu lên tiếng hỏi, canh hạt sen mục nhĩ trắng đó là ai đem tới? À cung nữ ánh mắt liếc về phía Điền Thất nói, khởi bẩm Thái hậu nương nương, là Điền Thất điền công công, Điền Thất nhanh chóng giải thích, bẩm Thái hậu nương nương, quả thực là do nô tài phụng ý chỉ của hoàng thượng đem canh tới, nhưng không chỉ có một mình nô tài đưa canh đến, còn hai thái giám khác ở cung Càn Thanh đi cùng nô tài nữa, ba người có thể làm chứng cho nhau, chúng nô tài không hề giở trò gì với canh thuốc đó ả à, cung nữ bắt đầu xéo sắt một bát canh mà phải ba người cùng đưa tới chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi Và lại ba người các ngươi cũng có thể thông đồng với nhau làm chứng điền thất không chịu yếu thế trực tiếp đáp lại ý của vị cô nương này là hồng hoa nhất định phải là do ta bỏ vào sao điền thất quay sang nói với hoàng đế nô tài một lòng trung thành luôn hy vọng thái hậu và hoàng thượng sẽ có con đàn cháu đống sao có thể âm mưu hãm hại vương tự được ả à, cung nữ của uyển tần mặt câu có tối đen lại rồi ả à, ta hô to thái hậu hoàng thượng các vị nương nương nô tỳ có chuyện bẩm báo tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng